Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Niên nhật người há không phải như đời của người làm mướn ư? Như kẻ nô lệ ước ao bóng tối, như người làm thuê trông đợi tiền lương. Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi. Khi tôi nằm ngủ thì tôi nói rằng, chừng nào tôi sẽ thức dậy, bao giờ sẽ hết tối tăm? Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày. Thì tôi bị bao phủ dòi tửa và lấp đất, da tôi nứt nẻ và chảy mủ ra. Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cưỡi, tiêu đi chẳng có trông cậy gì. Ôi, xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở. Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa. Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa. Mắt Chúa đói đến tôi, nhưng tôi sẽ không còn. Mây tan ra và đi mất thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, và xứ sở người chẳng còn biết người. Bởi cớ ấy tôi chẳng cầm miệng tôi, trong cơn hoạn nạn của lòng tôi sẽ nói ra, trong cay đắng của linh hồn tôi sẽ phàn nàn. Tôi nói cùng Đức Chúa Trời rằng, tôi há là một cái biển, một kỳ vật trong biển, nên Ngài đặt kẻ cầm giữ tôi bốn bên. Khi tôi nói, giường tôi sẽ an ủi tôi, nệm tôi sẽ làm hoạn nạn tôi nhẹ bớt. Bây giờ, Chúa dùng chim bao làm cho tôi hoảng kinh, lấy dị tượng khiến cho tôi sợ hãi. Đến đổi linh hồn tôi chọn sự ngột hơi và chết hơn là còn sống nơi xương cốt này. Tôi đã chán sự sống, tôi sẽ chẳng sống hoài. Xin Chúa để tôi ở một mình, vì các ngày tôi chỉ là hư không. Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng? Nhân sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người mỗi buổi sớm và thử thách người mỗi lúc mỗi khi? Nhân sao Chúa không say mắt khỏi tôi, chẳng để cho tôi bằng tịnh cho đến khi nuốt nước miếng tôi? Hỡi đấng gìn giữ loài người, nếu tôi đã phạm tội, có làm gì nghịch Chúa? Nhân sao Chúa đặt tôi làm một tấm bia, đến đổi mình trở thành gánh nặng cho mình? Cớ sao Chúa không tha tội cho tôi, cất lấy gian ác khỏi tôi đi? Vì bây giờ tôi sẽ nằm trong bụi đất, Chúa sẽ tìm kiếm tôi, song tôi không còn nữa. Chương 8. Bindad người Su-a bèn đáp lời mà rằng, ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ, và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào? Đức Chúa Trời há thiên đoán ư? Đấng toàn năng há trái phép công bình sao? Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài, thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác của chúng nó. Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, cầu khẩn cùng Đấng toàn năng, nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh. Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, thì sau rốt sẽ nên trọng đại. Xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa, khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên. Vì chúng ta mới có hôm qua và chẳng biết gì, bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng. Chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông nói chuyện với ông, và do nơi lòng mình mà đem ra những lời lẽ sao? Sậy há mọc nơi chẳng bưng bào ư? Lát há mọc lên không có nước sao? Khi còn xanh tươi chưa phải phát, thì đã khô trước các thứ cỏ khác. Đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy. Sự trông cậy kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất. Nơi người nương nhờ sẽ bị trút, điều người tin cậy giống như ván nhện. Người ấy nương dựa vào nhà mình, song nhà không vững chắc. Người níu lấy nó, nhưng nó chẳng đứng chịu nổi. Trước mặt trời nó xanh tươi, nhành lá che phủ vườn nó,
Rễ nó quấn trên đống đá, nó mọc xỉa ra giữa đá sỏi. Nếu nó bị nhổ khỏi chỗ nó, thì chỗ ấy bèn từ chối nó mà rằng: ta chẳng hề thấy ngươi. Kìa, ấy là sự vui sướng về đường lối nó. Sẽ có loài khác từ đất nảy ra. Kìa, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn, cũng không giúp đỡ kẻ hung ác. Song Chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui cười, và môi ông tràn ra tiếng reo mừng. Những kẻ ghét ông sẽ bị hổ thẹn bao phủ, và nhà trại của kẻ ác sẽ chẳng còn. Chương 9. Gióp đáp lời lại mà rằng: quả thật, tôi biết ấy là như vậy, nhưng làm thế nào cho loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Nếu muốn tranh biện với Ngài, thì một lần trong ngàn lần loài người không thể đáp lời. Đức Chúa Trời có lòng trí huệ và rất mạnh sức. Ai cứng cỏi với Ngài mà lại được may mắn? Ngài dời các núi đi, đánh đổ nó trong cơn giận Ngài, nhưng núi chẳng biết đến. Ngài khiến đất rúng động khỏi nền nó, và các trụ nó đều chuyển lay. Ngài dạy biểu mặt trời, nó bèn chẳng mọc. Ngài đóng ấn trên các ngôi sao, một mình Ngài trải các tầng trời ra, và bước đi trên các ngọn sóng biển. Ngài dựng nên sao bắt đẩu, sao cày và sao rua, cùng những lầu cát bí mật của phương Nam. Ngài làm những việc lớn lao, không sao dò xét được, những dấu kỳ chẳng xiết cho được. Kìa, Ngài đi qua gần tôi mà tôi không thấy Ngài. Ngài sang ngang trước mặt tôi nhưng tôi chẳng nhìn thấy Ngài. Kìa, Ngài vớ lấy mồi, ai ngăn trở Ngài được? Ai sẽ nói với Ngài rằng: Chúa làm chi vậy? Đức Chúa Trời không hồi cơn giận Ngài. Những kẻ giúp đỡ Ra-háp đều cúi mình xuống dưới Ngài. Phương chi tôi đáp lại với Ngài và chọn lời tranh biện cùng Ngài? Dầu khi tôi công bình, tôi cũng không dám đối lại cùng Ngài. Nhưng tôi cầu xin ơn của đấng phán xét tôi. Mặc dầu tôi kêu cầu và Ngài đáp lời tôi cũng không tin rằng Ngài lắng tai nghe tiếng tôi, vì Ngài chà nát tôi trong cơn gió bão và thêm nhiều vết tích cho tôi vô cớ. Ngài không để cho tôi hả hơi, nhưng Ngài khiến tôi no đầy sự đắng cay. Nếu luận về sức lực, kìa, Ngài vốn quyền năng. Nếu nói về lý đoán thì Ngài rằng: ai dám cáo kiện ta? Dẫu rằng tôi công bình, miệng mình sẽ lên án cho mình. Tuy tôi trọn vẹn, nó sẽ tỏ tôi ra gian tà. Dẫu tôi vô tội, tôi không kể đến mình tôi. Tôi khinh bỉ mạng sống tôi. Ác và thiện thảy đều như nhau, bởi cớ ấy nên tôi có nói: Ngài tiêu diệt người trọn vẹn cũng như kẻ gian ác. Nếu tai họa giết chết thình lình, thì Ngài chê cười sự thử thách của người vô tội. Đất bị phó vào tay kẻ gian ác, nó che mặt những quan xét của đất. Nếu chẳng phải nó, vậy thì ai? Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm, nó trốn không thấy điều phước hạnh. Nó xớt qua mau như thuyền nan, như chim ưng xông vào mồi. Nếu tôi nói, tôi sẽ quên sự than phiền tôi, bỏ bộ mặt buồn thảm tôi và lấy làm vui mừng, thì tôi sợ hãi các điều đau đớn tôi, biết rằng Ngài không cầm tôi là vô tội. Phải, tôi sẽ bị định tội, nên cớ sao tôi làm cho mình mệt nhọc luống công? Nếu tôi tắm trong nước tuyết, rửa tay tôi với nước tro, thì Ngài lại nhận tôi trong hầm, đến đổi quần áo tôi sẽ gớm ghê tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải loài người như tôi mà tôi dám đối với Ngài, để chúng ta cùng đi chịu phán xét. Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta, đặt tay mình trên hai chúng ta. Ước gì Chúa rút roi Ngài khỏi tôi, khiến sự kinh khiếp của Ngài chớ làm rối loạn tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ nói chẳng sợ Ngài, nhưng tôi chẳng được như vậy. Thi Thiên thứ 10. Đức Giê-hô-va ơi, vì cớ gì Ngài đứng xa? Lúc gian truân tại sao Ngài ẩn mình đi? Kẻ ác vì lòng kiêu ngạo hăm hở rượt theo người khốn cùng. Nguyện chúng nó phải mắc trong mưu trước mình đã toan. Vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình, kẻ tham của từ bỏ Đức Giê-hô-va và khinh dễ Ngài. Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng:
Ngài sẽ không hề hạch hỏi. Chẳng có Đức Chúa Trời, kia là tư tưởng của hắn. Các đường hắn đều may mắn luôn luôn. Sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn chẳng thấy được. Hắn chê hết thảy kẻ thù nghịch mình. Hắn nghĩ rằng ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời. Miệng hắn đầy sự nguyền rủa, sự giả dối và sự gian lận. Dưới lưỡi nó chỉ có sự khuấy khỏa và gian ác. Hắn ngồi nơi rình rập của làng, giết kẻ vô tội trong nơi ẩn khuất. Con mắt hắn dòm hành người khốn khổ. Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang nó. Hắn rình rập đặng bắt người khốn cùng. Khi hắn kéo kẻ khốn cùng vào lưới mình thì đã bắt được nó rồi. Hắn chùm hum và cúi xuống, kẻ khốn khổ sa vào vấu hắn. Hắn nghĩ rằng Đức Chúa Trời quên rồi, Ngài đã ẩn mặt sẽ không hề xem xét. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy giơ tay Ngài lên, chớ quên kẻ khốn cùng. Vì cớ sao kẻ ác khinh dễ Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Chúa sẽ không hề hạch hỏi? Chúa đã thấy rồi, vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại, để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại. Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa, Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ cho đến không còn thấy gì nữa. Đức Giê-hô-va làm vua đến đời đời vô cùng. Các ngoại bang bị diệt mất khỏi đất của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ, khiến lòng họ được vững bền, và cũng đã lắng tai nghe, đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, hầu cho loài người vốn bởi đất mà ra không còn làm cho sợ hãi nữa. Chương 13. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn giường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: Thưa Chúa, xin để lại 5 năm nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia. Và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ người cai nhà hội nhân Đức Chúa Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này, quỷ Sa-tan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm ổ trên nhành. Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men,
người đàn bà kia lấy trộn vào 3 đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giêsu trải qua các thành các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Jerusalem. Có người thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Gia-cốp cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Này, khi ấy, có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. Cũng trong lúc đó, có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng: Thầy nên bỏ chỗ này mà đi, vì vua Herod muốn giết Thầy. Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chuồn cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba thì đời ta sẽ xong rồi. Nhưng ngày nay, ngày mai và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi không còn thấy ta nữa, cho đến chừng nào sẽ nói rằng: Phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chương 14. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu vào nhà một người kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa. Những người ở đó dòm hành Ngài. Số là có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pha-ri-si rằng: Trong ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không? Họ đều làm thinh. Ngài bèn đem người bệnh chữa lành rồi cho về. Đoạn Ngài phán cùng họ rằng: Nào có ai trong các ngươi đương ngày Sa-bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao? Họ không đối đáp gì về điều đó được. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên, nên phán cùng họ thí dụ này: Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng? Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Một người đồng tiệc nghe lời đó thì thưa Ngài rằng: Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình, xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng: Tôi có mua 5 cặp bò, phải đi xem thử,
xin cho tôi cứu. Kẻ khác nữa rằng, tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng, hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng, thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng, hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. Vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu, Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Vả, trong các ngươi, có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng, người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chương 15. Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu đặng nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng, người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này. Trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên? Nếu mất một con, mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai. Đoạn về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Ngài lại phán rằng, một người kia có 2 con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho 2 con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàn, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ. Thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đi phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa.
Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Và con trai cả đương ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng, này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.